ở chung một nhà mà cứ tránh mặt nhau vậy hoài. Bà cứ nói tôi, tôi sắp qua không nhìn lại chính bà đi. Tôi đang giận bà đến phát điên lên đây nè. Anh gom lấy số tiền này rồi đi mua thuốc nha. Vết thương của tôi không số tiền nào thể chữa khỏi nữa rồi. Cô với thằng khùng kia đang có tình ý với nhau phải không? Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Tôi nhớ là cô muốn ở nơi làm việc mọi thứ phải tách bạch và rõ ràng. Tại sao chúng ta phải như vậy chứ? Còn có đúng là thằng bé ngày xưa ở cạnh nhà cô chú không? Cái thằng Phong ngơ ngơ ngáo ngáo mà thấp thấp ăn hoài không lớn, đúng không? Trời, sao Phong này vậy? Nè, con có bạn gái chưa? Nào, 100%. Dạ, 100%. Anh uống được mà. Được, đúng mà. Nam Phong nè, mình và Phong đã có một mối tình đầu rất đẹp. Nhưng tình cảm nó chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi. Mình sẽ không ép Chi nữa. Và sẽ không bắt Chi làm bất cứ điều gì cho mình.